Khôi xin chào các bạn tuổi Tuất. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về cái tháng 7 âm lịch của cái năm Giáp Thìn nha các bạn. Thì hôm nay sẽ chia sẻ cho các bạn tuổi Tuất. Nghĩa là các bạn có cái đây Mậu Tuất nè, Canh Tuất nè, Nhâm Tuất, Giáp Tuất và Bính Tuất. Chúng ta có cùng một cái tuổi Tuất ở trong cái tháng 7 âm lịch. Mà tháng 7 âm lịch là cái tháng thân. Mình là cái tuổi Tuất, giữa Tuất và thân á, thì nó có cái phần bình ổn, không gây khó khăn, không gây khắc kỵ gì cho mình ở trong trong tháng cả. Như vậy thì chúng ta tương đối chúng ta gặp an ổn, tốt đẹp nha các bạn. Thì lời đầu tiên cô chúc cho các bạn cùng gia đình được nhiều sự bình an, vui vẻ và hạnh phúc nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Nói về cái tuổi Tuất á, thì chúng ta nên biết Tuất nó thuộc về hành thổ. Mà hành thổ thì nó là không cần sinh cái mùa nào, nó mùa nào tốt, mùa nào xấu thì mùa nào cũng vậy. Nhưng mà cái tuổi Tuất thì trong cái tử vi thì người ta nói là nó hơi vất vả. Người ta mình ở trong cái tứ mẫu khố, cho nên người tuổi Tuất nó cũng vất vả, cái cuộc đời nó khá là không được thuận lợi lắm. Tuổi Tuất thì có cái tính là nó buồn, nó thương, và mình thường mình dựa vào cái kẻ khác, mình cẩn trọng trong cái quan hệ xã hội nha các bạn. Tại mình thích dựa dẫm vào cái người khác nhiều hơn, cho nên mình không có cái tính độc lập. Có thể là chúng ta giao tế với cái người tốt thì tốt, rất tốt, hoặc giả chúng ta giao tế với những người xấu thì rất xấu. Cho nên chúng ta cần cẩn trọng cái quan hệ xã hội của mình. Rồi không thôi là mình bị mang tiếng. Thì như vậy là khuyên các bạn cẩn trọng trong cái quan hệ xã hội. Rồi bây giờ nói về tuổi Mậu Tuất. Tuổi Mậu Tuất là cực trước, nhàn sau. Và cái người, cái tuổi Mậu Tuất là khá hiền lành, và cái tâm của mình nó cũng tốt đẹp. Còn Canh Tuất, cái tuổi thời mà trẻ của các bạn đó, các bạn làm việc nó bị nhiều cái áp lực. Mình cầu mong ra tìm công ăn việc làm, cầu mong về cái tình duyên thì nó không được thuận cho mình. Nhưng khi mà mình qua cái trung vận á, thì nó từ từ nó bình ổn. Nhưng mà cuối cùng cuộc đời của các tuổi Canh Tuất là được cái sự tốt đẹp, và đa phần là được giàu sang sung túc. Nhâm Tuất, rồi bây giờ Nhâm Tuất thì phải nói là cái cuộc đời của cái người Nhâm Tuất thì làm cả đời là lận đận, làm ăn khi trồi khi sụp, và bận mình cuộc đời của mình nó lúc nào nó cũng bận rộn buông ba trong cái công việc của mình. Thì dĩ nhiên chúng ta có làm thì chúng ta có ăn, cho nên chúng ta nói là giàu hay không thì chúng ta làm nhiều thì chúng ta sẽ được hưởng nhiều thôi. Giáp Tuất là làm ăn ở cái giai đoạn đầu nó có nhiều cái khó khăn, mà sau trung vận thì nó lại sẽ có cái sự thay đổi, và có nhiều cái thời cơ đến, chúng ta nắm bắt được thời cơ, chúng ta phát huy được tài lộc của chúng ta ở trong cái công danh sự nghiệp của mình. Còn Bính Tuất thì sinh ra thì được cái sự an ổn, bình yên. Nhưng mà khi mà chúng ta qua cái trung vận rồi thì cái sự tốt đẹp thuận lợi của chúng ta nó có phần chững lại. Tiến không tiến, lùi không lùi, nó ở cái chừng mực trung bình, nó không tiến lên nữa. Bây giờ cô nói về tháng 7 thì Mậu Tuất trong cái tháng 7 tài lộc chúng ta mưu cầu nó có phần khắc kỵ, không tốt đẹp, không thuận lợi cho mình. Mình mưu cầu nó không được. Về địa chi, nhân hòa địa lợi của chung các tuổi là được bình ổn,
không có khắc kỵ tị hiềm gì hết thì cho nên tốt đẹp. Nhưng mà nhâm tuất, mậu tuất, chú ý chỗ này, mậu tuất là mình mộc mà gặp cái tháng kim, cho nên nó có áp lực vận hành của các bạn, có nhiều chuyện không như ý của mình. Các bạn cũng cần chú ý về sức khỏe của mình, đi ra ngoài đường cũng cần cẩn trọng nha mậu tuất. Như vậy mậu tuất có hai điểm xấu và một điểm trung bình. Canh tuất thì tháng này làm năm mà nó ra bảy, nhiều chuyện để chúng ta phải bỏ cái đồng tiền của chúng ta ra, tiền không thu vào túi mà phải chi ra ra nhiều, vì lo toan cho việc này, lo toan cho người khác, nhiều chuyện để mà chi cái đồng tiền của mình ra. Về địa chi thì bình ổn. Về mệnh, mình mệnh kim mà gặp tháng kim cho nên nó không mấy gì gây rắc rối cho mình, nó bình ổn cho các bạn. Nhâm tuất, nhâm tuất ở trong cái tháng này tài lộc nó bình an, không tiến cũng không lùi, ở chừng mực trung bình, địa chi trung bình, nhưng mà mình được cái sự giúp đỡ tương trợ của một cái chuyện gì đó mà chúng ta không nghĩ đến, mà chúng ta lại được cái sự giúp đỡ, cái ân huệ. Tại vì đây là mình, là người mệnh thủy mà gặp tháng kim, kim sinh thủy cho nên nó cũng có tác động tốt cho mình ở trong cái phần vận mệnh của mình. Giáp tuất trong cái tháng 7 âm lịch này thì tài lộc của chúng ta ổn, không rắc rối, không khó kỵ cho chúng ta. Nhưng mà chú ý, mình là người mệnh quả mà gặp tháng kim, quả kim xung khắc, cho nên vận hành của mình không được suôn sẻ, có nhiều chuyện làm mình gây rắc rối cho mình, không dễ, cũng cần chú ý về sức khỏe của mình nữa nha. Bính thân, trong cái tháng này tài lộc của các bạn có nhiều chuyện xung khắc, cho nên khi mà quyết định về tài lộc, kinh doanh hay làm một cái điều gì đó thì cần cẩn trọng, nó không tốt đẹp, không thuận lợi. Địa chi thì bình ổn, mệnh của mình trong tháng này dễ tham gia những cái công việc từ thiện hoặc là những cái công việc này giúp đỡ cho người khác, làm lợi lộc cho người khác hơn là lợi lộc cho bản thân của mình. Chúng ta cho đi nhiều hơn thì chúng ta nhận lại. Mà ở đời chúng ta cho đi nhiều cái tốt thì chúng ta, ông trời sẽ đem lại nhiều cái sự tốt đẹp cho chúng ta. Trước khi chia tay thì cô chúc cho các bạn được nhiều sự bình an, vui vẻ. Và rảnh rỗi thời gian thì cô mời các bạn vào kênh Thu Bích Câu Đài. Thì ở đây chuyên nói về phần đạo, hướng chúng ta đi đến cái sự tốt đẹp của cái đời sống. Chúng ta sống mà chúng ta ăn uống, chúng ta đạo đồng tiền ở trong cái thời hiện tại, nhưng mà chúng ta tạo được phúc đức cho cái tuổi già, cho con cháu của mình và cho cái đời sau, thì các bạn nên vào nghe cái kênh này và giới thiệu cho nhiều người cùng biết đến nha. Thân chào các bạn, chúc các bạn vui vẻ, hẹn gặp lại ở lần sau. Thân chào.